Báo giá xe này cũ giá rẻ. Hello, xin chào tất cả quý bạn, và tôi hướng dẫn ô tô nhá. Hôm nay sẽ báo giá một cho các bác một em Hilo đời 2016. Em này thì mới về salon thôi các bác nhá. Đời này nhà em cũng khá ít khi có mặt ở tại salon nhá. Em này thì đời 2016. Em này thì đang có giá là 430 triệu nhá. Xe rất là đẹp này. Bác nào mà thiện chí thì có thể alo cho em, sẽ tư vấn cho các bác nhá. Sẽ chưa rút hồ sơ, bác nào mà cần nhu cầu rút hồ sơ giấy tờ thì sẽ rút cho. Xe rất đẹp, vuông vắng, lốp mới nhá, 8 dài. Đấy, bác nào mà thiện chí thì em này chỉ bán về giá thôi. Nội thất bên trong này vẫn nguyên bản hết con nhá, bọc đằng sau thôi này, trần này rất là đẹp sạch sẽ. Đấy, nội thất vẫn rất là đẹp nhá. Bác nào mà thiện chí thì có thể xuống trực tiếp salon xe nhà em nhá, tại từ Hồ Yên Mỹ Hưng Yên, để xem xe, thăm xe trực tiếp, bàn bạc về giá cả, thương lượng các bác nhá. Thùng bệ đây, thùng bệ khá là chắc chắn nhá. Taxi này nguyên bản luôn, không hề muốn mọt gì. Em này không bôi bắn dầu bắn nhiếc gì cả, để mộc cho các bác xem nó dễ nhá. Lốp lắp này, lốp lắp rất là mới này, mới cả dàn luôn. Dàn lốp mới này có đỡ bao tiền rồi. Em này thì chắc là em đầu tiên Hilo về tại salon. Em này đẹp và rất là chất nên là thôi cứ nhập về bán cho các bác nào hợp việc thì lấy nhá. Đây, tất cả đã lót sàn hết này, thành thùng các thứ thì vẫn còn là khá là vuông vắn nhá, không bị kiểu hàng hóa nó xô vào hộp ẹp nhá, rất là phẳng đẹp. Hôm nay nếu bác nào mà thiện chí thì có thể alo cho em. Em này sẽ ưu đãi cho các bác nha. Xe về là chỉ được lăn bánh thôi các bác ạ. Xe đầy đủ đồ hết, lốp mới, khám dài. Bác nào mà thiện chí thì có thể alo cho em nhá. Sẽ báo giá lại em này cho các bác này. Hilo, cái này có tải trọng là 5 tấn. Em này thì đang có giá là 430 triệu nhá. Chiều này thùng là 4m4. Xe đẹp, về chỉ việc lăn bánh thôi. Bạn nào thiện chí thì có thể alo cho em. Và tiện đây thì em cũng thu mua những sản phẩm xe này cũ chất lượng mà các bác hết nhu cầu sử dụng nhá. Thì bác nào mà cần bán thì có thể alo liên hệ đến em, thu mua với giá hợp lý. Còn bác nào cần mua xem xe gì thì cũng có thể alo, em sẽ tìm kiếm giúp các bác nhá. Đấy, bác nào mà thấy hay hãy để lại một like và nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi những sản phẩm xe đẩy cũ chất lượng nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.